Đi làm về thì mẹ nhà báo tin là có vợ chồng Út Liễu ghé thăm cả nhà. Chào cả nhà nha. Con chào cô chú. Vợ chồng Út Liễu ghé thăm có tặng quà nữa nè. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chào một chúc cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an. Phần dễ chảy quá đó. Hôm nay thì ông xã có xúc một ít phân đem ra đây 4 kg. để mình gãi cỏ cả nhà. Không dám bằng nặng cả nhà, xúc lần ít ít gì đó. Thì ông gài cái lưng tèo bị gì đó, ba cỏ bữa nay nó vàng khè cho anh, không có gãi phân được á. Thì hôm qua với đêm hôm cũng có mưa ướt đất rồi cả nhà. Cái phân ra gãi. Nếu mình không gãi là thiếu cỏ ăn đó, thiếu cỏ cho bò ăn đó. Cái này là phân con dê đó nè. Phân u ghê người ta còn gọi là phân lạnh đó phân. Phân lạnh, ở đây mình gọi là phân lạnh. Cái phân phân này lạnh. Là chất đạm nó cực kỳ mạnh luôn. Gãi cỏ là nó mau. Nói chung gãi cây gì cũng mau chứ. Nhưng mà có một cái cây ăn trái mình gãi này là nó bị hư trái. Hư trái với nó phì quá nó lặt nhách à. Thì nó phì quá nó bị hư trái. Ổi nha, ổi lặt nhách. Mình gãi, thí dụ mình gãi kèm thì được chứ đừng gãi nó không. Cái này sử dụng không mà chỉ sử dụng qua cỏ rồi. Tại vì gãi cho cỏ nó tốt lên đó cả nhà. Nó tốt, nó phượt lá nó lên ha. Nó mau phượt lá với cây cỏ nó non. Rồi. Gãi clip nào? Clip này nè. Mời cả nhà bữa nay đi gãi phần cỏ với Tèo nha. Clip này bự nè, gãi đi dài lắm không cần cho lò ăn được rồi đó. Cái phần này là mình bao tay là gãi không được nha cả nhà. Dính nè. Bao tay là hốt không được. Chỉ có gãi gì là hầu giữa tay. Phần này nó mau tan lắm cả nhà. Gãi tầm khoảng 15 phút là tan hết trơn. Mình đổ nước vô là thoáng qua quậy quậy là nó tan ra. Nó tan mà nó lạnh như nước đá vậy. Nó lạnh như nước đá vậy gọi nó là phần lạnh đó. Cỏ này thì mình gãi chừng 4 ngày cũng ăn được hả anh? 4-5 ngày là nó xanh rồi. Gãi xuống là phân nó tan liền á, thì cỏ nó tốt liền. Thì cỏ này cũng gần tới rồi, nếu mình cắt ăn được rồi cả nhà, nhưng mà nó hơi non. Mình dưỡng dưỡng lại đang cho cây cỏ nó lớn hơn, nó sẽ nhiều hơn. Trời, hai chiếc tay nó dừng đẹp đó nha. Hí hoa trời của anh hai cho cả nhà thấy nha. Ở phía trên thì dựng cánh nén hai bên, hình như là cái nền thì chưa xong cả nhà, chắc dựng xong hết rồi mới lót cái nền là xa là rồi luôn á. Cỏ nó cao tới đầu anh luôn anh. Ở phía trong này để mình thăm cây sa kê. Cây sa kê này cả nhà. Bự dữ. Cái gốc nó cũng bự hơn lúc trước nữa. Cái này do cỏ xung quanh á cho nên nó hơi chậm lớn. Nãy giờ Tèo thì gãi phân, vợ Tèo thì trong này cũng cho bò uống với tắm mấy con bò này cả nhà. Đứng nhìn gù luôn ha. Cái này dồi sạch dữ. Nước văng. Tèo gắn nuôi hết được bò này chắc nghỉ cả nhà. Nghỉ kiếm chuyện gì nhẹ nhẹ làm. Chứ giờ cái ngày bò này thấy nói chung là hơi quải.
Bây giờ giá cả thì nó không có giá cả nhà, cho nên nuôi thì nó không có lời. Năm đầu tiên nuôi cũng có lời được chút đỉnh. Năm nay chắc nuôi được bò này chắc tiền cũ đổi tiền mới. Tâm sạch dữ à, chuyên nghiệp quá ha. Hôm gà thì mấy công chuyện này vợ đều làm không á nha, đều hạn chế làm. Cỏ thì hôm qua cắt rồi anh Sáu mượn anh Sáu dắt vô, rồi bữa nay ăn ngày nữa thì hết rồi, bắt đầu tới ngày mai cắt tiếp tục. Dội chuồng thì cũng sạch hết rồi nè, giờ chuẩn bị dục cỏ cho ăn. Chăn bò cũng có niềm đam mê của chăn bò đấy nè. Chồng cũng làm cái công việc, nếu mà ông xã thì không có đau lưng thì thấy cũng bình thường lắm đó nha. Cũng vui vẻ với công việc. Nói chung thì cố gắng nuôi bò cũng như là bỏ ống đó nha, cho sau này hai bé lớn lên, thí dụ có thể là hai bé có vô đại học hay gì đó cũng có tiền để lo. Ở quê mà thì cố gắng làm ăn bỏ ống. Dục có hai lần, không biết nhiêu lần. Xong cũng gọn bó này tèo, hồi lúc mà tèo còn khỏe bó ra tèo hốt hai cái là bỏ là xong, một cái một con, chia ra nửa bó vậy đó. Ê, bó bên đây nè, bó đó nó nằm dưới, bó này nằm trên nè, em lấy bó này trước. Còn mới nên chưa có kinh nghiệm. Sao bó này dữ vậy ta? Hả? Sao bó này dữ vậy? Sao tướng anh mạnh mà, bó cỏ đâu có nhỏ đâu. Cỏ này có cỏ tạp, rau chai, rau muống nè, em thấy. Không gài cái lưng tèo thì nó cũng ổn rồi đó nha, cho nên bây giờ thì cũng như là chưa có dám làm việc nặng, cho nó thiệt là hết cái đi, là nó làm từ từ. Còn mấy nhánh lòng bớt cho nó gạt trái. Ổi này ổi ruby nha cả nhà, này nó tròn. Quá trời trái em ơi. Ổi bên đây trái dài nè. Em cũng có hồi tối cũng có vô ít sốt nè cả nhà, nhìn trái nè cả nhà. Nè. Nó đeo vô mụ nè. Sẵn kéo anh Tiễn bỏ bớt lên nè. Hồi mình quay lại bọc như dễ. Cái nào xấu xấu. Xấu nè. Tiễn bỏ. Bọc thì bọc ăn thì bọc số lượng ít thôi cả nhà, chứ không bọc nhiều. Đó. Nhưng mình tỉa gì nè, lần nữa á. Mấy cái chỗ mình tỉa nó đâm cái tược ra là nó ra bông nữa đó. Bây giờ gắng dưỡng đám cỏ, lo đợt bò này xong cả nhà. Mình sẽ chiết ổi ra. Mình sẽ trồng ổi hoặc là trồng gì khác. Mình phá cỏ rồi mình mới trồng được. Dẫn nó lòng bớt nữa, đỡ sâu mòn. Cái ổi này trái nó tốt nè. Cái dài nè. Cái ổi là bọc, nếu mà đúng sức của nó, tại vì cái trong thân của nó bự cái nhà, nó đủ sức để nuôi á. Cây ổi này nếu mà mình bọc á cả nhà, nếu mình bọc tối đa luôn nha, là cây ổi này nếu một năm là cây ổi này bẻ cả 200 kg khỏe luôn. Dữ vậy đó. Bọc xuyên suốt. Bọc hoài luôn, mình cứ tỉa hoài là bọc hoài đó. Cây ổi là nó năng xích dữ lắm. Mình bọc cái gà đọt á, gà đọt cái mình tỉa đọt cái này. Như nó ra chục bông vậy nè cả nhà. Là mình nếu mình kiển trái á, mình phải cắt cái đọt này bỏ sớm rồi nè. Cắt lấy kìm cắt. Cắt gì nè, cái nách này nè, nó sẽ ra tược, còn cái này trái này nè nữa nó bự á, mình bọc ha. Còn hai cái tược này nữa nó sẽ ra thêm bông nữa. Vậy đó, rồi mình cứ hoài như thế đó. Như cái đọt này nè, nếu mình khuyển trái á, thì cái trái nó bự rồi nè cả nhà,
mình sẽ ngắt cái chớn cao hơn của nó một chút nha. Cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là ổi này làm sao cho nó ra trái, rồi ổi gãi phần gì. Thì tèo thì thường thường á, cái ổi này nếu mình chưa để trái thì mình gãi đạm cái nhà, phân đạm mình á, hay là hũ cơ cũng được. Rồi khi nào mình cảm thấy nó tốt quá thì mình ngưng. Cái nào tới mình để trái á thì mình xài kali, mình kèm kali vô. Cũng vẫn gãi đạm nhưng mà đạm ít lại. Kèm kali vô thì cái trái ổi mình nó chất lượng, mình ăn nó ngọt. Còn như mình muốn lấy tàn mau cho cây nó lớn á thì mình gãi đạm nhiều vô. Lá cây nó mau lớn à. Này giờ cái non nữa nè. Không thể gì hồi em bọc đi. Tỉa trống ra dễ bọc. Chứ này tỉa nhân xương cả nhà, chứ đừng không có tỉa sâu. Tỉa sâu lâu ra trái. Tỉa nhân xương ở trên nè. Cái ổi mình trồng mình nuôi trái quả lâu lớn nha. Cỡ này mình để ăn cái nó mau lớn. Tại nó không có nuôi trái nhiều. Cái này giờ theo dọn lành giờ nó cũng chấm, tỉa xương là được rồi. Nhánh vàng bi cắt bỏ. Cái ổi ruby này hỏi manh bứng làm như nó bự quá, tới giờ nó mới phát triển nè. Trái này chị nằm trong không thấy nha cả nhà. Nó bị gì, nó bị chích rồi nè, nó bị hư rồi nè. Cỡ này mình bọc nè. Cái này hoặc là cỏ nhỏ này nè, mình bọc không được. Chứ mình đừng để bự. Để bự là bị chích rồi. Bị chích mình bọc có vô cái bọc giờ nó cũng hư nữa. Cái này nó cũng hư rồi nè. Hồi xưa không có ruồi vàng á, cái mình để trái tới nó chín luôn vẫn ăn được ha. Ừ. Giờ không bọc đâu ăn được đó. Giờ phải bọc. Nhánh này mò nữa nè. Mò không. Mò. Tỉ bỏ luôn đi. Trái chín này cả này vừa bọc luôn. Có ăn còn mấy trái này. Cái trái này đẹp hết biết rồi. Cái trái này bọc vô là màu lớn như lắm. Hàng trái nữa tí. Hàng quýp không nè, mấy cái này nữa hàng quýp không. Hàng quýp là đạt loại 1 á cả nhà. Tèo hồi xưa tèo trồng cũng có trồng ổi cả nhà. Là bán cái miếng cỏ này nè, trồng ổi nè. Bán dựa là lên dựa là hàng quýp không. Tại vì tèo bọc trái là bọc không có nhiều. Bọc tiễn hết trơn à. Trước đó thì ba có trồng mãng cầu, sau này cái hai trồng ổi vô. Do là ổi rẻ quá rồi cái thấy gì trồng cỏ nuôi bò ta trồng giá cái đống ổi tới tèo trồng giá 2-3 ngàn ngàn rưỡi à có à, năm đó ngàn rưỡi mà hai chồng cắt đâu 700-800 kg 700-800 kg mà cắt từ chiều cho tới gần 12 giờ đêm á cả nhà. Tại vì ngày đó là ngày cuối của năm đó, mình có ổi thì mình cắt hết đi để thôi qua Tết á là tầm lối mùng 6, mùng 8 gì đó ta mới cân ổi lại á. Thì ngày cuối đó hình như là 27-28 gì đó hai chồng gắt cắt tới tối luôn. Rồi cắt xong thay về để trong lỗ trong chỗ ba đó rồi đem đi cân, do là cắt hơi đêm khuya đó rồi mình không nhìn không kỹ đó. Trời, bị dạt tới cả 100 kg ổi, dạt là bỏ đó cả nhà. Tại vì ổi cũng hơi rẻ đó, cho nên ổi nào mà hơi yếu non, hơi xấu là ta dạt hết trơn. Làm đau khổ. Ổi rẻ. Chí có 1.500 đó nha. Hai chiếc cây rẻ nè. Rồi xong cái cắt ổi xong quyết định là hình như là mình nuôi bò đợt đó là như tháng 2, tháng giêng tháng 2 vậy đó. Rồi nuôi bò luôn rồi đầu đặt cỏ vô chặt ổi bớt. Nuôi bò nó nổi này gà rẻ thực hơn là trồng ổi. Ổi này gì chứ khỏe lắm cái nhà, tại mình nhẹ không à. Rồi tới có trái á là mình có chiếc xe rùa, mình cắt tới đâu mình đẩy tới đó à, nó cũng khỏe lắm. Nhưng mà có một cái là giá cả nó hơi bấp bênh á, có khi cao có khi thấp. Rồi trồng bán thì cũng không có lời, lúc nào giá cao thì sống được. Đó tùy năm á, năm mà người ta có thể
đưa đi xa thì có giá. Với lại trái cây như là xài hoặc là chôm chôm đó, mà thất mùa thì ổi sẽ lên giá cả nhà. Tại vì mấy cái đó ít đó, rồi cho nên giá cả mấy cái đó cao. Năm nay chôm chôm mắc nè, không có tụt giá. Giải cũng ít nữa, rồi xài em thấy cũng ít nữa. Năm nào mà trái cây được đi xuất khẩu á, thì mấy loại trái cây khác thì có giá. Như thí dụ trái giải đi, cái mùa trái giải mà giải được đi xuất khẩu á, thì trái cây ở đây có giá. Trái giải không có đổ ngược gì đây. Nếu mà năm nào giải mà không xuất khẩu được là bắt đầu giải đổ ngược gì đây, là trái cây ở đây là bán không được. Năm đó của mình là giá bèo luôn ha. Còn năm nay thì thị trường ổi thì thấy im cả nhà. Có khi lên mười mấy luôn, mười mấy ngàn ký tại vườn á. Có lúc gì đó lên 14-15 ngàn luôn. Còn hiện tại giờ thì mình nghe nói là 4 ngàn, 5 ngàn, 6 ngàn. Ổi này mà giá mà cầm cả 10 ngàn là trồng ổi là có thể làm giàu luôn. Nhưng mà giá cầm á nha. Mấy cây nhánh này nữa họ trái. Cái shop á mình có nịch trong dây thun, trồng ra, banh ra trồng vô cái rồi. Sao mình học cái tay vô bọc à? Hồi xưa á, xưa người ta mới ổi mới có, người ta mới trồng đó. Là như người ta bấm bằng kim bấm. Kim bấm đâu biết xài dây thun đâu. Mà lúc đó dây thun chưa ra. Thì sau này nhà máy sản xuất cái shop á, người ta mới làm luôn cùng dây thun đó nha. Cho nên mình làm nó dễ. Cái loại dây thun này là ra nắng nó không mục nha. Mình bọc có khi một đợt ổi gì nè. Bọc đợt ổi gì nè cả nhà, cái ổi nó chín rồi là có thể cầm dây thun là nó chưa mục, mình có thể mình lấy cái xốp này bọc lại được một lần nữa là cầm dây thun nó mới mục. Còn dây thứ dây thun thường mình dây thun màu đó, đem ra nắng là bọc cái ổi chưa có già nữa là cầm dây thun đứt. Thì bên đó còn trái kìa. Trái này bự luôn. Không ăn chú ăn chừng giấy. Cái ổi này nó giòn ổi kia. Cái loại ổi lê, ổi ruột trắng ấy nha, là nó dai hơn cái ổi này. Cái ổi này nhánh giòn á. Mình để cái ổi bự thì mình khó cầm vô. Mấy chai này tới luôn đó nha. Nó bị gì, nước mưa nó xuống, nó đóng nó cục dần thè nó. Nó không có hư. Rồi còn được mấy trái ăn được. Được cái ổi rất là ngon luôn cả nhà. Dạ vàng. Cái xốp này nó mục bị ơi. Mục hết rồi. Không tách thể nào hết được. Ổng gà trời mưa á. Nước không vô trong cái bao xốp nè, sạch. Cái đẹp mấy nha. Dạo này ăn lần hồi về nhà tốn cơm vậy lắm. Về kiếm này. Cơm liền. Mà cái nhà ngỏi nha. Mà cái nhà ngỏi. Giòn mà ngọt ngay luôn. Giòn hết biết à. Nhìn nè. Cái da nó dày ha. Cái ổi này thị trường rất là ưa chuộng đó nha. Như là cái gọi ổi mà ruột trong nhiều á thì không, người ta không có ưa chuộng bằng cái ít hột. Ổi này có thịt nó nhiều. Cái nhà giờ thịt nó nè. Giống chỗ là lon trái xanh ha. Ruột trắng á. Này ruột hồng. Nhìn ruột đẹp ha. Hột ít mà ruột nhiều. Ê thịt nhiều. Cào thỉa cũng sắp xong rồi cả nhà. Còn đằng đó ăn cây nữa. Ăn cây đằng đầu bìa đằng đó đó. Thỉa xong rồi cả nhà. Còn cây đầu này bữa hổm nó cao quá, cào thỉa trước nè. Cho cái nhà coi nè. Không đào tỉa bên này nó ra đọt, nó ra bông nè. Cái nhà coi mỗi đọt luôn rồi thấy không? Đọt nào cũng có bông chứ. Dạ đây nè. Nè nó ra 20 bông nè. Bên này cũng vậy. Nè 2 đọt ra bông quá trời luôn nè. Dài cái này cái nha. Nè. Nào cũng vậy luôn bên đây nè. Vậy đó thì ví dụ mình
mình nè, dưới này trái phục ha, lên nó ra ba bốn cái bông như này nữa nè. Đó, vậy cái đầu mình tỉa ngang, cỡ này là mình tỉa dừa nè. Đó, cứ ngắt hoài vậy đó. Thí dụ đoạn này nó không ra bông, cứ ngắt, ngắt mốt nó ra đoạn khác nó ra bông nè. Này, cái đoạn này là cái đọt phượt nè. Cái đọt phượt như vậy là không bao giờ nó ra bông. Nè cả nhà thấy không? Nó lên là nó ra tựa vậy nè. Là đoạn này ít khi nào ra bông lắm, bẻ bỏ luôn. Còn mấy cái đoạn mà nó ra đơn đơn gì nè là nó ra bông rồi. Mỗi đoạn luôn nè. À không có gì nữa. Cái tỉa nè, cả nhà coi trên này nè. Nè, như cái đoạn này nó cả chục bông vậy nè. Ngắt hết luôn. Cỡ này là mình tỉa nó dễ nè cả nhà. Nó nhẹ tỉa hơn là mình để nó bự như nãy. Như nãy giờ thầy tỉa là nó bự rồi. Tỉa phải có cái kìm tỉa cây nó tỉa được. Còn cái này mình đi bọc trái phải không? Thời điểm gì mình đi bọc trái vậy nè, là có đoạn ngắt luôn. Cứ bọc trái là có đoạn ngắt, bọc trái có đoạn ngắt. Vậy là cái gạo của mình nó cho trái quanh năm luôn. Rồi mình bông cánh nào cánh nấy dài này luôn nè. Gạo này gạo bông nhiều lắm. Phía bên đây luôn cũng vậy luôn. Bông nở rồi nè. Dài mấy đoạn này là đoạn nào không có bông cho nè. Mít của tàu ở đầu nó cho xuống trái nữa nha, trong đó đùm mà. Trên nó dài nó nhóc trên này. Bên này là cái hạnh nha, cho trái nè. Cái hạnh này còn gọi là cái tắc đó cả nhà, trái đóng đóng như này nè, trong thân trái ga luôn. Trên này là trái dữ nhất, cái bự nè, tới nó bự bự như cái quýt quýt thái. Dài phía bên đây nó giữ nè. Bên đây trái chín nhiều cả nha. Dưới này mấy nhánh này nè, nó trái nó quằn luôn nè. Biết kìa. Cái dừa hai đọt tèo của này thì chà bá. Cái dừa này chắc có thể là năm nay là sẽ có lưỡi mèo đó nha. Cũng tốt lắm ạ. À. Săn sóc nó dữ lắm. Hàng hiếm. Cái ổi này thì cho ra bông cũng nhiều nè. Chặt đọt nó ra bông nữa nha. Cho tự ra bông nha. Để mấy đọt này nữa là xong rồi đó. Trong này, trong thân nè. Sát thân luôn, trái nè. Rồi, xong. Đi làm về thì mẹ nhà báo tin là có vợ chồng Út Liễu ghé thăm cả nhà. Chào cả nhà nha. Con chào cô chú. Vợ chồng Út Liễu ghé thăm có tặng quà nữa nè. Bữa nay chào bá luôn. Vợ chồng của Út Liễu cả nhà. À, ba chồng của Út Liễu mổ mắt sóc trăng nữa, mổ con thứ hai. Rồi vợ chồng Út Liễu cũng có đi vô trọng. Rồi mổ ra thì cha chồng của Út Liễu thì khỏe. Rồi Út Liễu về ghé mua con vịt chỗ bữa hổm Út Liễu mua đó, nói là ngon quá. Rồi Út Liễu mua gì trước là cho mẹ là mình đó cả nhà. Sau nữa là ghé thăm anh Tèo, cho anh Tèo với gia đình là ăn bầu dưỡng. Thì về thì cũng nghe mẹ kể đây cả nhà, thăm ghé thăm Tèo thì Tèo bệnh không gầy đó, mà Út Liễu bận á, không có thời gian. Thì bữa nay Út Liễu ghé thăm, nhưng mà hai chồng thì sáng đi làm không có nhà. Con vịt quay thì bự quá hàng to. Cái này Út Liễu ghé thì cũng hơi lâu rồi cả nhà, nó nguội à. Cái này thì phải nướng lại nha, nướng cho nó ấm lại, nó giòn cái da lại. Vịt cho ít dưa chua, dưa cải vậy người ta bắn ký chứ không phải bắn con. Ký à? Ký, ta bắn ký. Thì nhầm chỗ. Trắng nè, như bà đi dưa leo. Nhầm chỗ mua con mì nữa anh ha. Cái này thì mình muốn ngon á cả nhà, thì mình cũng có đốt lửa sẵn rồi. Đốt lửa rồi mình bỏ than nước chưa ha, để cho than cháy hết thì mình sẽ hâm lại. Hơi lại đó. Dạ, hâm nóng lại. Ngon. Ngon. Rồi mình lấy cái dĩ mình để lên. Dạ. Đốt lửa xong để cái dĩ này cả nhà. Hâm nóng nha. Trong cầu. Giấy rồi nè. Cái này làm gì ta treo vậy nè. Ta treo, ta bán ta treo khô.
nướng lại cái nó đen đen ha. Nó sôi luôn. Dịnh nghe nha. Nướng hai bề xong rồi giờ bề này với bề dưới phải dịnh. Sôi nè. Nóng rồi nè. Nó sôi lắm á. Thằng đứa công nhận nóng. Đây mẹ Tèo chuẩn bị hai dĩa gạo. Đang làm mình ăn thịt vịt. Dĩa gạo mà họ mình ăn với thịt vịt hết cả nhà. Đây dưa leo, dưa gạo thơm. Sâu dữ rồi cả nhà. Chắc được rồi đó. Trời nó sâu nha. Nóng hổi luôn. Sâu nè. Cho lên mâm. Nãy em có hứng nước bên trong con vịt ra. Sốt. Sốt á. Cho em nấu lại. Ồ, bên trong này. Còn cái này nữa mình bỏ vô nước sốt á. Ừ. Có nước mắm rồi em lấy nước sốt lên nữa. Rồi nó mình chấm, mình chấm. Hay mình chan lên ha. Ừ. Trời cái da chắc ngon. Chỗ này quay khéo á, cái da vàng tươi. Khói mình ớt okay. Rồi bữa cơm thì gia đình Tèo cũng đã xong. Tại mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Và cả nhà dùng cơm nghe. Cơm mời bà nội, cha, mẹ, bố, chú ăn cơm. Rồi, ăn đi con. Cái nước ớt này trong con vịt. Thịt vịt nhiều lắm. Rồi, rồi. Cái cục của chị Hai đâu rồi. Kiếm cục cho chị Hai. Cục này như nào. Đâu của Thu Huy đâu. Đây, 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 đây. Đây hả? Thôi để chén miệng đó. Hả con? Ăn giờ hay là để ngồi ăn? Dạ để ngồi. Để. Đọc luôn. Không, cái này nước ớt cũng không sao đâu. Cho cái đùi kìa. Béo cái đùi béo. Rồi, cái đùi ra nghe, ăn thịt vịt. Để đi. Để dễ ra ngồi. Quá sáng. Ăn cái đùi nhìn nó ngon ha. Thích ăn cái da nè. Ừ. Mà cái nhà ăn vịt quay nha. Chỗ này quay cái da giòn. Nhìn nó giòn. Ướt thơm quá. Tèo nướng á nha, nướng nó sâu lên cái mình cầm cái da nó giòn. Ăn còn nóng ngon. Này nấm mèo nè, Thảo Huy ơi nấm mèo. Nấm mèo. Dạ, nấm mèo là sao? Dạ. Nấm nguyên châm nè. Ta dồn mà bên trong là chỉ có hai loại nấm à. Hành. Kim châm. Lá. Nấm mèo. Cái loại kim châm này hồi xưa bà nội hay nấu đậu á. Nấu kèm á. Nấm kim châm. Nấm kim châm khô chứ. Cái này mắc lắm. Mình đưa mình mua vài trăm gram làm đủ à. Tại vì nó hơi khô á. Nấm mèo nè. Tao quên thích nấm mèo không con? Dạ, cắm mẹ. Này nấm mèo trắng ha. Nấm mèo trắng. Nấm mèo đó, nấm mèo này bự nè. Ăn giòn giòn. Ăn thịt nhiều đấy nha. Dạ. Ngọt luôn. Vịt này lúc mà chưa làm giấm vịt này giấm có cả 3kg đâu. Ừ. Nha, bự. Vịt chắc hiu nè. Mà thường tao quay cái loại vịt siêu nạc á, có thịt nhiều. Ừ. Đây là thịt mềm. Chứ nó mềm. Cái loại vịt này nó mềm, mình quay nó ngon hơn là loại vịt kia. Như vịt hãng rồi đó, mình quay là nó dai. Ngon. Đứa ăn cái đùi đi. Cái đùi đó mong. Để ăn rồi ăn trắng miệng phải không? Cầm cạp thôi mới đã. Ừ vậy đó. Nhúng vô. Cái da này ngon rồi. Da da vậy ngon. Cái này đúng da. Ngon. Ừ. Tém cái hết miếng da luôn. Rồi để mời cái nhà ăn cơm nha. Ngon ha. Vừa ăn ra ha.
chú ăn nhiều nhiều. Hai bà cháu làm hết dễ nha. Hết hả? Ở đây là ba người nha. Con vịt mình chặt cho hai dễ dùng thôi. Vịt này nó còn chưa có quay chắc cỡ 3 tiếng mấy. Lên ăn khúc khổ là đủ vốn. Đây còn khúc nè. Bữa cơm gia đình Việt cũng đã xong. Việt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Việt nha. Việt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Dân Việt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào ông của chú.